Em khởi xin chào toàn thể quý anh chị và quý khách hàng. Em khởi xin chúc quý anh chị và quý khách hàng một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều niềm hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì em khởi lại lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe đang có sẵn tại chợ bên em cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Bên em bán hàng thì có hỗ trợ banh từ 50 đến 70% giá trị của những chiếc xe mà đang có sẵn tại chợ bên em kể từ đời 2014 trở về đây. Thủ tục cực kỳ nhanh gọn dễ dàng, kèm theo một bản cam kết là xe không đâm xô, không ngập nước, giấy tờ chuẩn chỉnh 100% về mặt pháp lý, sang tên trong bốn nốt nhạc. Bên em bán hàng thì đã có bao rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và quý khách hàng trong mùa dịch Covid này. Nếu như quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến một trong những mẫu xe mà đang có sẵn tại chợ bên em thì quý anh chị và các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của những chiếc xe đang có sẵn tại chợ cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Quý anh chị và các bạn nào rối rãi về mặt thời gian thì quý anh chị và các bạn có thể ghé qua chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Lâm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, quý anh chị và các bạn nào mà đã đăng ký kênh của em rồi thì quý anh chị và các bạn cho em Khởi xin một like khi quý anh chị và các bạn xem video của em. Còn những quý anh chị và các bạn nào mới xem video của em lần đầu thì quý anh chị và các bạn cho em Khởi xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ em. Không làm mất nhiều thời gian và ngọc quý báu của quý anh chị và các bạn nữa thì em Khởi xin phép được đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe đang có sẵn cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Và cái mẫu xe đầu tiên thì em Khởi xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản S-Sin sản xuất năm 2014. Động cơ máy là 1.5, được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát 14A39160. Cái mẫu xe này thì được trang bị theo xe như đèn gầm, la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt trên cả 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện cù xoe, túi khí an toàn. Chiếc xe này thì bên em vẫn có đang hỗ trợ trả góp khoảng 50% giá trị của xe. Thủ tục nhanh gọn thôi. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 320 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn trong cái mùa dịch này. Một mẫu xe rất là đẹp, sản xuất năm 2014, vẫn hỗ trợ trả góp, xe zin đét hết, zin từ thân vỏ đến máy móc luôn. Xe cực kỳ là đẹp, giá chỉ có 320 triệu đồng thôi. Và sang bên tay phải đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản E nữa, cũng sản xuất năm 2014, cũng mang sơn xi màu bạc, động cơ máy cũng là 1.5, mang biển kiểm soát 14A11667. Cái mẫu xe này thì bên em cũng đang chào bán mức giá là 320 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì cũng được trang bị như đèn gầm, la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt trên cả 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện cù xòe, túi khí an toàn. Em này thì được lên màn hình Android 10 inch kết hợp với cam lùi, cực kỳ là sắc nét. Chiếc xe thì bên em cũng đang chào bán mức giá là 320 triệu đồng thôi ạ, chỉ có 320 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Xe cực kỳ là đẹp, rất chất luôn, giá chỉ có 320 triệu đồng. Xe cũng zin đét từ thân vỏ đến máy móc luôn, không một chút nào. Bên em bao test hãng, test thợ, test gara thoải mái luôn ạ. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc Kia Forte sản xuất năm 2011. Chiếc này thì em xin phép không được báo giá nữa. Em không báo giá nữa, chiếc xe này thì bên em đã bán rút hồ sơ, đợi hồ sơ về là sẽ giao cho khách thôi ạ. Nên em xin phép không báo giá. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản S-Sin sản xuất năm 2016. Động cơ máy là 1.5. Em này thì sản xuất cuối năm 2016 nên em được trang bị một khối động cơ mới. Khối động cơ VVT-i hay còn gọi là máy trắng quay đầu, cực kỳ tiết kiệm. Một mẫu khối động cơ mà đang hiện đại nhất của dòng Toyota Vios bây giờ. Chiếc xe thì mang sơn xi màu vàng cát, mang biển kiểm soát 14A22372. Cái mẫu xe này cũng được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện cù xòe, túi khí an toàn, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu một chút gì cả. Xe rất là đẹp, trang bị theo xe. Em này cũng được lên màn hình cam lùi rồi cam hành trình. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 365 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe rất là đẹp, giá chỉ có 365 triệu đồng thôi, đời 2016, cuối năm, trang bị khối động cơ mới, máy trắng quay đầu VVT-i, cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu, giá chỉ 365 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và sang bên tay trái đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Lacetti Series số tự động bản full kịch kết hợp với cửa lóc. Chiếc xe thì được sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát 36A58748. Cái mẫu xe này thì khối động cơ của em nó là 1.6,
Đấy, xe cực kỳ là đẹp, khuôn phân khúc hạng C, form dáng Camry rất đẹp luôn. Xe được trang bị như đèn gầm, lăng xăng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, trùng một cứng chống trơn trượt trên cả bốn bánh, rồi gương kính chỉnh điện cù xòe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, màn hình cam lùi, hộp số tự động vô cấp kết hợp với cửa lóc. Đấy, chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 245 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị cũng bạn. Xe cực kỳ là đẹp, rất chất. Đấy, xe thì thân vỏ zin, máy chất, số tự động, giá chỉ ngoài 245 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiến lui xuống đây thì em xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Hyundai, một em Hyundai Accent, số sàn bản đủ, sản xuất năm 2019, động cơ máy là 1.4, được sơn xi màu đồng hay còn gọi là màu cà phê, đấy, màu đồng đấy ạ, rất là đẹp, ngang ngả màu cà phê phê lâu lại rất đẹp luôn ạ. Xe thì được trang bị như đèn gầm, la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bốc cứng chống trơn trượt trên cả bốn bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cù xòe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, nút đèn lổ start top. Em này thì mang phiên bản số sàn, mang biển số 89A18270. Mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 405 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn. Chiếc xe zin đến từng con ốc luôn, zin từng con ốc, máy móc thân vỏ nguyên zin, chưa một lần nào tháo ra cả. Chiếc xe này mà là xe đâm đụng ngập nước hay máy móc ra rồi còn không còn zin, bên em sẽ tặng xe luôn cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 405 triệu đồng thôi ạ. Chỉ 405 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Accent bản đủ, sản xuất đời cực kỳ là cao, 2019, rất đẹp luôn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản S xịn, sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.5, được mang sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát 15A28074. Cái mẫu xe này thì được trang bị theo xe như đèn gầm, lăng xăng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bốc cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cù xòe, túi khí an toàn, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Em này thì tất cả đều là trang bị theo xe, chỉ có màn hình cam lùi là lắp thêm thôi ạ. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 365 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn. Xe thì cũng sản xuất cuối năm 2016 nên em nó cũng được trang bị một khối động cơ mới VVTi hay còn gọi là máy trắng quay đầu. Một cái mẫu máy cực kỳ là mới luôn, cực kỳ hiện đại, cực kỳ là tiết kiệm nguyên liệu. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 365 triệu đồng thôi ạ. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Daewoo Gentra, sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu năm 2011. Chiếc xe thì được mang sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát 37A01182. Cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 140 triệu đồng thôi, chỉ có 140 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Giá chỉ có 140 triệu đồng thôi, nhưng thân vỏ máy móc zin, máy còn chưa làm lại đâu ạ. Zin từng con ốc luôn. Máy mà làm lại rồi bên em sẽ tặng luôn không xe cho quý anh chị các bạn luôn. Em này máy zin luôn, giá chỉ có 140 triệu đồng. Và sang ngay bên tay trái đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Chevrolet Cruze đến từ thương hiệu của Mỹ. Một em Chevrolet Cruze sản xuất năm 2018, động cơ máy là 1.6, mang phiên bản số sàn máy xăng, được mang sơn xi màu trắng, mang biển kiểm soát 14A29657. Cái mẫu xe này thì được trang bị như đèn gầm, vừa là đèn bi, thêm giải đèn LED nữa, đèn chiếu sáng là đèn halogen, đèn pha thông minh, đèn tự động luôn quý anh chị và các bạn, không cần phải bật tắt. Sáng thì em nó sẽ tự tắt, mặt trời tối thiếu ánh sáng bên thì em nó sẽ tự bật luôn quý anh chị và các bạn, không cần phải bật cả. Rồi em nó được trang bị la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụ xoe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, màn hình cam lùi, trầm bổng âm thanh ánh sáng lên đầy đủ rồi, ghế da theo xe còn rất là đẹp luôn. Mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá chỉ có 360 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Xe zin đét tất tần tật luôn, zin đến từng con ốc. Mẫu xe cực kỳ là đẹp, 360 triệu đồng thôi ạ. 360 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và ngay trên màn hình nhỏ đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản S-Line, sản xuất năm 2012. Động cơ máy là 1.5, được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát đất Thái Bình 17A12407. Cái mẫu xe này thì cũng được trang bị như đèn gầm, la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụ xòe, túi khí an toàn, màn hình cam lùi, tất cả đều được trang bị theo xe chứ không có độ thêm một chút nào cả.
chỉ có độ thêm là màn hình cam lùi thôi. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 250 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe bán tải hay còn gọi là con trâu đi cày. Một em Mazda BT50 sản xuất năm 2014, động cơ máy là 2.0 turbo. Xin lỗi quý anh chị và các bạn, 2.2 máy dầu, hai cầu điện, một số sàn nhé quý anh chị và các bạn, hai cầu điện số sàn. Mẫu xe cực kỳ là đẹp. Em nó thì được mang sơn si màu đồng hay là màu cà phê. Màu này thì em nhìn thấy cái màu này là màu cà phê. Còn không, em cũng không để ý rõ là trong cái đăng ký là nó ghi là màu gì. Chiếc xe thì được mang biển kiểm soát 14C10019. Mẫu xe này thì đi đã được trang bị như đèn gầm, rồi đèn pha halogen, đèn pha thông minh, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bô cứng, chống trơn trượt trên cả 4 bánh, rồi xi nhan, rồi gương kính chỉnh điện, hồ xòe, rồi túi khí an toàn, điều hòa tự động. Điều hòa thì hai bên tự động chỉnh riêng, túi khí an toàn, hộp số sàn, số sàn rất là đẹp, lốp láp đấy ạ, còn cực kỳ là dày, thân vỏ đấy ạ, rất là đẹp luôn, sơn si đây ạ, gầm vệ đây, cực kỳ là đẹp, sắt si đây ạ, cực kỳ là chất, rồi được trang bị độ lên thùng lực rồi, đấy, đậy rất là kín luôn, khóa phách đàng hoàng, quý anh chị các bạn để đồ rất là thoải mái luôn, không sợ mất mát gì cả. Mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 395 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe, một con trâu đi cày rất là đẹp, zin đét từ thân vỏ đến máy móc chưa động chạm gì cả, giá chỉ có 395 triệu đồng thôi ạ. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản E, sản xuất năm 2017, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, động cơ máy là 1.5, được mang sơn si màu vàng cát, mang biển số 89A11364. Cái mẫu xe này thì cũng được trang bị theo xe như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bô cứng, chống trơn trượt trên cả 4 bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cu xòe, túi khí an toàn, màn hình cam lùi. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 375 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì thân vỏ máy móc cũng zin đét hết luôn nha quý anh chị và các bạn, chưa tháo ra một lần nào cả. Giá chỉ có 375 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiến đến đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một số cái mẫu xe một đầu đang có sẵn tại chợ bên em. Chiếc xe đầu tiên một đầu thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Kia Morning. Bản SD sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.25, được mang sơn si màu bạc, mang biển kiểm soát 38A11470. Mẫu xe này thì được trang bị theo xe như đèn gầm cũng là đèn bi, rồi giải đèn LED ban ngày, đèn chiếu sáng, đèn projector hay đèn bi siêu sáng siêu bám đường. La răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bô cứng, chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, hộp xòe, túi khí an toàn, rồi vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, màn hình cam lùi, đầy đủ rồi không thiếu một thứ gì cả. Xe tính năng an toàn cực kỳ là cao. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 242 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe SD bản đủ rất là đẹp, bản đủ số sàn, giá chỉ có 242 triệu đồng thôi ạ. Và sang bên tay phải đây thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe một em 7 chỗ, một em Toyota Innova sản xuất năm 2008, bản G, động cơ máy là 2.0, máy xăng số sàn, xe zin đét luôn, máy móc vẫn còn zin luôn nhé quý anh chị và các bạn, chưa tháo ra. Xe thường mang sơn si màu bạc, mang biển kiểm soát 98A30322. Cái mẫu xe này thì được trang bị đèn gầm, la răng đúc 4 bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bô cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, túi khí an toàn, màn hình cam lùi, hai dàn điều hòa độc lập. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 255 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Đấy, rất là rẻ thôi, 7 chỗ, xe của thương hiệu Nhật Bản, lồi đồng cối đá 2008 mà máy móc vẫn còn zin, thân vỏ zin thì quý anh chị các bạn biết cái xe nó chạy rất là ít rồi. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe một em Hyundai Grand i10 một đầu, bản đủ sản xuất năm 2011, động cơ máy là 1.2, được mang biển kiểm soát 29A38977. Mẫu xe này được sơn màu bạc, em nó được trang bị như đèn gầm, la răng đúc 4 bánh, túi khí an toàn, màn hình cam lùi. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 145 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn, 145 triệu đồng thôi ạ. Và tiến lên đây thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe, một em Kia Morning bản SD sản xuất năm 2016,
Động cơ máy là 1.25, được mang sơn xi màu vàng cát, mang biển soát 89A08780. Cái mẫu xe này được trang bị theo xe như đèn gầm, rồi giải đèn LED ban ngày, đèn chiếu sáng, đèn projector hay đèn bi siêu sáng siêu âm đường. La răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bốc cứng chống trơn trượt. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cu xòe. Túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, màn hình cam lùi, đầy đủ ấy, theo xe không thiếu một thứ gì cả. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 250 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và sang bên tay phải đây thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Innova, đăng ký là 8 chỗ, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 2.0 máy xăng bản e xịn, được mang sơn xi màu bạc, mang biển số 15A26493. Chiếc xe thì được trang bị theo xe như la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bốc cứng, chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, túi khí an toàn, màn hình Android mới in kết hợp với cam lùi, hai dàn điều hòa độc lập, cực kỳ là chất. Chiếc xe thì bên em đang chào bán mức giá là 390 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn, chỉ có 390 triệu đồng thôi. Được sản xuất năm 2015, rất là đẹp luôn. Và ngay trên màn hình nhỏ đây thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Kia Morning, sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.25. Em này thì bản tiêu chuẩn, lưng độ phun đồ như đèn gầm, la răng đúc bốn bánh, màn hình cam lùi. Được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát 89A25653. Biển số thì cũng nghe cái biển ai cũng nghĩ ngay 25653. Nhưng mà cái điều căn bản là kể cả quý anh chị và các bạn có hộ khẩu hay là quý anh chị của bạn đăng ký Hưng Yên, bên em sẽ vẫn cứ hỗ trợ cho quý anh chị của bạn bấm biển mới luôn nhá. Tại Hưng Yên vẫn bấm biển mới luôn. Mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá chỉ có 222 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Và tiến lên lui lên đây thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe model Hyundai Garden i10 một đầu bản đủ, sản xuất năm 2014, động cơ máy là 1.0, được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát 99A06951. Cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 240 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn, 240 triệu đồng. Chiếc xe thì được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bốc cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụ xòe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, màn hình cam lùi, nút đè lổ start top. Với mức giá chỉ có 240 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Sang bên đây thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota Vios bản e xịn, sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.5, được mang sơn xi màu vàng cát, mang biển kiểm soát 98A11271. Cái mẫu xe này thì được trang bị theo xe như đèn gầm, rồi la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bốc cứng, chống trơn trượt trên cả bốn bánh, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụ xòe, túi khí an toàn, rồi màn hình cam lùi. Em này còn được lên thêm cam hành trình 360 độ, soi vùng quanh xe, soi trước, soi sau, soi hai bên gương, không một góc khuất nào cả. Mức xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 365 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Mẫu xe rất đẹp luôn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Hyundai Getz, sản xuất năm 2010. Chiếc này thì mới về bên em được mấy ngày thôi, bên em cũng đã bán luôn rồi, em xin phép không báo giá nữa, đợi hồ sơ về là khách sẽ đến lấy thôi ạ. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Toyota, một em Hyundai Garden i10 một đầu bản đủ, sản xuất năm 2014, động cơ máy là 1.0, được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát 22A13486. Cái mẫu xe này được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc bốn bánh kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bốc cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụ xòe, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, rồi nút đè lổ start top, màn hình cam lùi. Em này thì được lên cam hành trình 360 độ. Chiếc xe thì bên em cũng đang chào bán mức giá là 240 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Nếu như quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến một trong những mẫu xe mà đang có sẵn tại chợ bên em, thì quý anh chị và các bạn gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc quý anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Quý anh chị và các bạn nào
rối rãi về mặt thời gian thu xếp được công việc thì quý anh chị và các bạn có thể ghé qua chợ bên em, đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Long Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, quý anh chị và các bạn nào mà đăng ký kênh của em Khởi rồi thì cho em Khởi xin một like để ủng hộ em. Còn những quý anh chị và các bạn nào mới xem video của em lần đầu thì quý anh chị và các bạn cho em Khởi xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ em suốt thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của em.